Trận này chắc chắn sẽ rơi vào cái thế trận mà đội bạn đánh châu phù rồi. Kiểu gì sẽ có ông đánh kiểu 3-4 nhà P, Kylian Mbappe 4B ở trên bản đồ. Quân trong trận đấu này, Hoàng Công Nghiệp là người cầm Aegis. Một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là Quân đội bạn dễ đánh hơn cực nhiều luôn. Kỳ BN là người cầm Kata, Babylon của It'sWar, Aegis của cái đội Yugi. Trong khi đó thì phía bên Team Game TV chúng ta, U98 là người được cầm Per, Grick trong tay của game thủ Mạnh Hào và một Grick khác của anh Huy. Các bạn thấy đấy, có một cái điều khá là trùng hợp. Anh Huy và Mạnh Hào hai trận đấu liên tiếp, hai ông này cùng cầm Grick. Không cần, khá là trùng hợp, không cần phải đổi tên. Để nguyên si luôn, chỉ thay mỗi Per và cho son của Hồng Quân này, Mạnh Hào và U98 mà thôi. Hai ông kia hai trận hai Grick liên tiếp. Rất dễ để cho những người làm kỹ thuật chúng tôi có thể thao tác. Đây là cho son dành cho game thủ Nguyễn Hồng Quân. Và đánh máy của game thủ Mạnh Hào, Grick. Bên họ là AC K2 Baby Aegis. Sao? Tịt cho đội bạn đúng không? Và chúng ta cùng quay trở lại với máy của một người cầm Grick khác, đó là một người cầm Grick, đó là game thủ Mạnh Hào. Tầm lai đã 23 chứ 24 thì Hào làm kích đời cho anh. Khá nhiều hiếu vò chắc là kinh rồi. Đây là chiếc BB cũng được đấy chứ, một Grick khác của chúng ta. Xong Grick 25 đồng dần, có voi dần bắt đầu di chuyển. Nhờ quên không gọi nước. Anh ngon quá thì chị anh em uống cái gì bảo nhá. Các em một uống không? Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Liệu rằng có phải là một tên 64 Admic không? Lên bài đen ngọ hồng Admic. Tịt Admic không phải là tịt ad cụ. Grick dành cho game thủ anh Huy. Một bài đi dâng và kích đời. Wow. Cái đời 11, 14 này thì không biết rằng có thi đấu gì không. Đây là màn hình máy của GX khác của chúng ta. Đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Gió bắt đầu di chuyển rồi. Một cho son khác của Team Game TV. Đây là game thủ Nguyễn Hồng Quân, 26/28. Chó săn và 2 GX và Per trong tay của game thủ U98. 2L dâng cao và gặp nhà của game thủ mùa 3, đó là game thủ It'sWar cầm Babylon. Kiểu gì thì cũng sẽ có P thôi. Chém làm sao để cho đội bạn không đủ lực để có thể đóng nhà P. Đó mới là vấn đề cực kỳ đau đầu dành cho game thủ U98. À, như vậy theo tin báo về là anh Hoàng Công Nghiệp là người điểm lô. Nhưng It'sWar có phù thủy rồi. Tơn đầu tiên là một tơn quan trọng. 98 có muốn đánh không thì cả đánh chém phù, trên phù người ta cũng không làm được gì mấy. Nhưng nếu như để cho It'sWar được tụ được phù và đẩy lên, tụ được phù ngay lập tức thì It'sWar, tôi nghĩ rằng It'sWar sẽ chơi theo kiểu song dần thôi. Còn phù đầu tiên là con phù rất quan trọng của trận đấu này. Được thì sẽ nếu như xịt thì ngon. Và đây tơn mà It'sWar không chú ý. Dường như là một tơn xịt dành cho game thủ It'sWar. Ngon rồi. Khá ngon lành cành đào. Còn phù thủy thứ hai tôi nghĩ rằng là câu chuyện cũng trở nên đơn giản hơn khi mà lạc đà đang đứng rất gần. Nhưng không, còn phù thủy thứ hai nó lọt ở phía bên trong và không được, tham lai là 30. 98 quyết định lọt ở phía, đi thẳng ở phía bên trong góc 12 giờ để có thể tìm được nhà đánh cung của phía đối phương, đó là nhà của game thủ 14, game thủ Yugi cầm Aegis trong trận này. Tham lai đang là 32 dành cho U98. Một trận đấu một quân có thể nói rằng là gần như là thịt ăn nhưng mà vẫn đánh. Cung Tê được đẩy lên, Hoàng Công Nghiệp dường như sẽ là người đi dâng hà trong trận đấu này. Một pha Ken rất tốt dành cho U98 nhưng đen là Yugi cũng là người vẩy E cực nhanh trong tình huống vừa rồi. Cân phở một ở nhà 4 rồi ấy ạ. À. 31/36, dường như là Hồng Quân đang là người có ý đồ lên thẳng đầy 4. Một tấn thực nhá. 150, 40. Thôi đủ rồi. Kịch 4 ở phút thứ 18 của trận đấu. Chắc chắn là với việc bị âm đồ nhiều đến như vậy thì các cầu thủ bên phía Team Skyred thừa hiểu rằng là Hồng Quân là người nhảy bốn thẳng. Thừa hiểu điều đấy. Cung R của Aegis trong tay của cầu thủ Hoàng Công Nghiệp đang bắt đầu có dấu hiệu chạy lên góc 9 giờ. Vẫn là một trận đấu khó khăn, kể cả ngay cả trường hợp cho soi lên 4 thì đội bạn là cùng Aegis cũng rất khó đẩy. Tôi nghĩ thế, nhưng mà là sẽ có cơ hội có cửa hơn. 98 feet rồi. Màn hình máy của game thủ Anh Huy, tham lai đang chỉ là 24 thôi. Tất tay đồ một tên cho game thủ màu 8. Còn đây màn hình máy của game thủ Mạnh Hào, tham lai đang là 33. Cũng đang kéo chém về để đỡ nhà cho Hồng Quân. Một tơn tất tay của đội bạn rồi. Tôi đang thấy số lượng quân của đội bạn là quá đông. Nói chung là nó đến nhà mình rồi. Giặc đến nhà rồi. Rất đông. Nam A đang được đóng ra dành cho game thủ Hồng Quân. Và vị trí đứng quân của Hồng Quân cũng là một vị trí rất hiểm. Khoảng chục con hot đứng trên dốc thì có lẽ rằng sẽ khó để cho đội bạn có thể leo lên được. Nhận rất nhiều đồ bơm tới từ đồng đội. Một tấn hút máu rất chân lực của game thủ cầm cho son. Tuy nhiên rằng Hào vẫn đang là tham 236, nhưng Hào bắt đầu bị lấy thang rồi. Đội bạn đã nhận ra được vấn đề, đó chính là cho son không phải là người làm nên kinh tế chính, mà chính là game thủ Mạnh Hào cầm click ở một vị trí cực xa so với khu vực giao tranh. Tham lai là 34 trên 68, và bây giờ thì Hào sẽ người bắt đầu chuẩn bị công kích bởi những con lạc đà của game thủ It'sWar. Nhưng một số lượng ruộng của Hào đang vẽ được là rất nhiều. Máy máy của game thủ U98 các thời điểm này đã fit. Tham lai đang bị đề 6-4 dành cho Team Game TV. Chung kết trong trận đấu đầu tiên. Bọn đối phương có dốc nhá. Rất căng. Khoai trong trận đấu chung kết và tỷ số là 3-2 dành cho Sky. Khoảng ra đầu tiên thì chém đã là tương đối tốt rồi. Các bạn nhìn thấy là tham gia chúng ta đang đi lên. Nhưng vấn đề rằng là đội bạn sở hữu quá nhiều những loại cung tuyển. Và con chó son cũng không phải là một loại hot quá củi, rất đáng tiếc. Và tỷ số là 3-2 trong trận đấu đầu tiên dành cho Sky. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với C2 ngay sau đây.